Kính chào cô chú anh chị em đã đến với kênh YouTube của Nhân Tân Châu. Kính thưa cô chú anh chị, thì hôm nay kênh YouTube Nhân Tân Châu đến tại Ban Trị sự xã Tân Thạnh để quay chiếc xe hoa của Ban Trị sự chuẩn bị chạy diễu hành mừng ngày đại lễ 18 tháng 5, 84 năm. Một lần nữa thì kênh YouTube Nhân Tân Châu xin quay xung quanh chiếc xe hoa của Ban Trị sự xã Tân Thạnh của chú anh chị. Thì mong rằng cô chú anh chị sẽ ủng hộ kênh YouTube Nhân Tân Châu một lượt thích và một lượt đăng ký kênh YouTube để kênh YouTube Nhân Tân Châu có động lực quay nhiều video cho cô chú anh chị được theo dõi nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là chiếc xe hoa của Ban Trị sự xã Tân Thạnh nha cô chú. Thương yêu lẫn nhau như con một cha và nhiều nhất lẫn nhau vào con đường đạo đức. Tu đền nợ thế cho rồi. Đây là chiếc xe hoa của Ban Trị sự xã Tân Thạnh. Phía trước của chiếc xe đó quý vị. Đời tri ân công đức hoằng pháp lợi sinh của đức thầy, tích cực báo đáp tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Ước mơ thế giới nơi hòa hảo. Ở phía trên này là chân dung của đức thầy trên tòa sen đó quý vị. Ở đây là kính mừng đại lễ 18 tháng 5 84 năm ngày Đức Bình Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị. Cổ truyền giáo lý góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, qua đó nâng dần nhận thức, thái độ, hành vi đoàn kết một lòng. Mô hình chiếc xe hoa của Ban Trị sự xã Tân Thạnh thì cô chú anh chị đang nhìn thấy đây là mô hình cầu bê tông nông thôn. Đây là mô hình cầu bê tông nông thôn nha quý vị. Rất là đẹp quý vị ơi. Dạ con kênh YouTube Nhân Tân Châu thì anh em hôm nay đến gặp chú Hai tại Ban Trị sự xã Tân Thạnh. Thì hôm nay được biết công việc của Ban Trị sự xã Tân Thạnh sẽ làm trang trí xe hoa để chạy diễu hành. Thì hôm nay gặp được chú Hai thì con xin chào chú Hai. Chú Hai cho con biết hôm nay công việc chuẩn bị xe hoa của Ban Trị sự xã Tân Thạnh đó chuẩn bị hoàn chỉnh khoảng bao nhiêu phần trăm rồi chú, và hôm dài mình làm được mấy ngày rồi? Hôm nay xe qua của Ban Trị sự xã Tân Thạnh thì vào hôm 25 tháng 4. Dạ 25 âm lịch tháng 4. Tới bữa nay thì bữa nay 13. Dạ khoảng 95%. Dạ còn giảm giá chút đỉnh nữa khoảng 1-2 ngày nữa là xong. Dạ vậy là xe mình thấm dài mình làm, vậy là mấy anh em người kia cái nọ cũng đến đây làm cũng giúp sức với Ban Trị sự cũng đông hả chú? Đông cũng khoảng cũng thường xuyên khoảng có 7-8 người, nhiều khi cũng ngày cũng có 9-10 người. Dạ vậy là mấy anh em một tay một chân, người làm việc này người làm việc kia hả chú Hai? Có mấy ngày nay thì đông xuyên suốt, kể cho cờ người cắm cờ rồi cho đèn kia cũng mấy 20 người. Dạ bây giờ nãy con chạy lên đây con thấy hai bên đường treo cờ để mình mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 này đó chú Hai. Vậy là chiếc xe mình bữa nay hoàn thiện khoảng 95% rồi ha chú Hai. Dạ thì đường nghe nãy nghe chú ba nói là có chừng nào khi nào mình chạy trên xã Tân Thạnh mình chú? Đêm mai là ngày 14. Dạ. 14 là ở xã Tân Thạnh. Dạ 14 là chạy diễu hành trên địa bàn xã Tân Thạnh mình ha chú Hai. Đêm 15 thì diễu hành trong thị xã Tân Châu. Dạ. Rồi vậy con xin cũng xin cảm ơn chú Hai rất là nhiều. Thì chú Hai cũng đóng công góp sức vào chiếc xe hoa của Ban Trị sự xã Tân Thạnh cùng với tất cả các anh em để hoàn thành một chiếc xe hoa kính mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 84 năm. Thì một lần nữa thì con cũng xin cảm ơn chú Hai, chúc chú Hai được dồi dào sức khỏe và dần sự như ý để mình làm công việc từ thiện này mãi mãi và mãi mãi nha chú Hai. Dạ. Dạ cảm ơn chú Hai rất nhiều ạ. Dạ con chào chú Hai ạ. Dạ.
cô chú đang nhìn thấy chiếc xe hoa của ban trị sự xã Tân Thạnh cầu bê tông nông thôn. Thì có cái hai cái bảng và hai cái biểu tượng bên hông của chiếc xe hoa đó cô chú chị. Thì bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hãy tùy tài, tùy sức, nỗ lực, hy sinh cho xứ sở. Thì đây là có hai cái cầu của chiếc xe hoa ban trị sự xã Tân Thạnh. Và bên trong của cái hình cảnh của bên trong thì đây là bia lưu niệm căn cứ cách mạng dòng chảy trên được ban trị sự xã Tân Thạnh vẽ ra. Cái mô hình này rất là ý nghĩa nha quý vị. Rồi đây là phía sau của chiếc xe quý vị. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và ban trị sự xã Tân Thạnh kính mừng đại lễ. Đây là có những cái biểu tượng phía sau này là một ao sen rất là lớn nha quý vị. Đây là phía trên cây cầu đây, có mấy mô hình xe đang lưu thông trên cầu bê tông nha quý vị. Đây là mô hình phía trên cầu bê tông nông thôn của chiếc xe hoa ban trị sự xã Tân Thạnh. Thấy quý vị đang nhìn thấy các chiếc xe đang lưu thông trên cầu nha quý vị. Ở đây là phía trên cây cầu bê tông nông thôn nha quý vị. Tích cực báo đáp bao lời giúp nước, mùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất.